Nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen, sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tủy bò và xương ống đậm đà thơm ngon không chất bảo quản. Thêm nước sôi cho một gói nước phở bò nguyên chất là có ngay 6 tô phở tuyệt hảo Marmala Kitchen nhiều dinh dưỡng. Tìm ngay nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen trong các chợ người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và đã được USDA chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm chất cao. Marmala Kitchen còn có nhiều loại chả giò thơm ngon, tiện lợi, bánh tráng giòn lâu ai cũng thích. Marmala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã. Kính chào quý vị khán giả đài VNTV San Diego. Hôm nay công ty của chúng tôi là Marmala Kitchen đến từ Houston, Texas. Chúng tôi có mặt tại chợ Thuận Phát là một trong những chợ Á Đông ở San Diego để giới thiệu một cái sản phẩm rất là mới và ngon và tiện lợi đến quý vị khán giả. Đó là nước cốt phở Marmala. Ngoài cái nước sản phẩm là nước cốt phở bò, nước cốt phở gà và nước bún bò Huế thì còn có các loại chả giò khác nhau như là chả giò tôm thịt, chả giò thịt heo, những cái món rất là đặc trưng cho người Việt Nam và Á Đông chúng ta. Với cái sản phẩm nước cốt của Marmala Kitchen thì quý vị khi mà nấu một cái nồi bún bò Huế hoặc là một cái nồi phở ở nhà, quý vị không có cần phải hầm xương và mua những cái nguyên liệu khác để bỏ vào nữa. Chúng tôi đã hầm xương và thịt trong vòng 15 tiếng. Và tất cả các cái gia vị để nấu phở chúng tôi đã ép vào ở trong đó, nêm hết rồi. Cho nên khi mà quý vị mua về đó, quý vị chỉ default ra, tại vì cái này là frozen, nó là real phở, cho nên là nó là cái sản phẩm frozen. Quý vị mua về, quý vị default nó, có thể ngâm trong vòng nước nóng trong vòng khoảng 5 phút, rồi quý vị bỏ vào nồi. Sau đó quý vị add thêm 40 ounce nước lạnh và quý vị sẽ làm cho nó sôi lên. Xong rồi quý vị có thể bỏ bánh phở và add cái meatball của Marmala Kitchen vào. Nấu sôi lên là quý vị đã có một cái nồi phở thơm ngon. Để nấu một cái nồi phở gà thì cũng tương tự như nấu phở bò. Quý vị có thể mua nửa con gà về hầm lên khoảng 15 phút. Rồi quý vị dùng cái nước hầm gà đó lấy ra 40 ounce, cũng fill up đến cái lài này. Và trộn chung với cái nước cốt phở gà của Marmala Kitchen. Nấu sôi lên là quý vị đã có một cái nồi phở gà thơm ngon. Ngoài những cái sản phẩm nước cốt phở bò, nước cốt phở gà và nước cốt phở bún bò Huế thì Marmala Kitchen còn đem đến cho quý vị món chả giò, món rất là truyền thống của người Việt Nam chúng ta. Ở Marmala Kitchen chúng tôi có chả giò thịt heo, chả giò tôm thịt và một cái loại chả giò rất là đặc biệt, đó là chả giò thịt heo mà dùng bánh tráng truyền thống của Việt Nam. Khi mà quý vị chiên cái món chả giò này đó thì quý vị không có rã đông, mà quý vị vặn lửa vừa, không có vặn lửa lớn, vì nếu quý vị vặn lửa lớn thì khi quý vị chiên đó nó sẽ bị cháy ở bên ngoài và nó sống ở bên trong. Cho nên quý vị vặn lửa vừa và quý vị nhớ là không có rã đông chả giò. Quý vị để như vậy và quý vị chiên thẳng vào trong cái nồi dầu của mình. Tất cả các sản phẩm của Marmala Kitchen đều được làm tại USA và được USDA chứng nhận. Quý vị có thể tìm thấy sản phẩm của chúng tôi trong tất cả các chợ Á Đông ở San Diego. Cái này ngon á. Dạ. Tôi biết mình nhưng thật sự họ biết họ sẽ rất là tiện lợi, rất là tiện. Mà nó thật sự em biết cái này nó lợi tiện, nó vừa hơn cái thằng Quốc Việt nữa. Dạ. Ngon hơn. Nó ngon hơn mà nó cái giá tiền á nó cũng gần bằng bằng đó, thằng này ngon vừa lợi thế hơn chứ. Không, cái này ngon. Với sản phẩm của Marmala Kitchen thì bất kỳ ai cũng có thể nấu những món ăn ngon cho gia đình. Nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen, sự kết hợp hài hòa giữa hương vị tủy bò và xương ống đậm đà thơm ngon không chất bảo quản. Thêm nước sôi cho một gói nước phở bò nguyên chất là có ngay 6 tô phở tuyệt hảo Marmala Kitchen nhiều dinh dưỡng. Tìm ngay nước phở bò nguyên chất Marmala Kitchen trong các chợ người Việt. Đây là sản phẩm đầu tiên có mặt trên thị trường Hoa Kỳ và đã được USDA chứng nhận bảo đảm vệ sinh an toàn phẩm chất cao. Marmala Kitchen còn có nhiều loại chả giò thơm ngon, tiện lợi, bánh tráng giòn lâu ai cũng thích. Marmala Kitchen quá ngon, quá tiện, quá đã.